Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ở video lần trước thì mình đã có làm về mở hộp RX 7900 XTX. Thì mình đã có hẹn anh em rằng là khi mà test hiệu năng thì mình sẽ dành riêng cho anh em trong một video khác. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào một sản phẩm, đó là RX 7900 XTX, tức là phiên bản cao nhất của cái dòng AMD 7000 series ra mắt tính đến thời điểm hiện tại nhé. Tương lai thì biết đâu là 7950 XTX thì sao, biết đâu lại có một sự hấp dẫn như vậy. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần mức giá của sản phẩm. Thì em 7900 XTX này sẽ có mức giá loanh quanh khoảng chừng là 30 triệu đồng. Tất nhiên là sẽ có cái cộng trừ, có thể là cộng thêm khoảng chừng 1-2 triệu, hoặc là giảm đi, sẽ tùy từng phiên bản. Thì ở đây mình đã lấy tham chiếu là cái phiên bản Forward Edition, phiên bản Rep của AMD gửi sang cho mình. Ở thông thường thì anh em Việt Nam sẽ hiếm khi mua những cái phiên bản như này, bởi vì là nó ít sản xuất, và cái thứ hai nữa là cái thiết kế của em nói nó bị đơn giản quá, nó tối ưu nhiều vào cái sự gọi là tinh tế của sản phẩm ấy. Thế nên là anh em Việt Nam thích RGB màu mè thì hay chọn những phiên bản được custom lại. Rồi, sẽ thêm một cái câu chuyện nữa xoay quanh cái em cạc này, thì là mọi người có thể xem được những cái thông tin ở trên mạng ấy, là những em cạc đồ họa kiểu RX 7900 XTX này, hotspot ấy, tức là cái điểm nóng nhất của GPU đạt 110 độ C. Thì trước khi đi vào phần test hiệu năng ấy, hay là đánh giá chi tiết hơn, thì mình sẽ nói luôn là cái em này của mình không bị. Cái nguyên nhân vì sao mà đạt đến cái ngưỡng nhiệt là 110 độ C thì mình sẽ hẹn anh em ở trong một video khác. Thì trong video đấy thì mình sẽ đánh giá kỹ hơn và mình sẽ nói cho anh em những cái nguyên nhân hoặc là cái giải pháp của cái câu chuyện đấy là gì. Còn bây giờ chúng ta hãy tập trung vào một phiên bản nó rất là bình thường, sử dụng giống như bao phiên bản khác. Về câu chuyện driver thì sao? Câu chuyện driver thì anh em sẽ tải ở trên trang chủ của AMD thôi. Rõ ràng anh em chỉ cần search tên card đồ họa ra và tải lên trang chủ. Những cái mẫu card đồ họa của AMD thì thời gian đầu mới ra mắt, mẫu nào cũng thế thôi, cái driver sẽ chưa kịp tối ưu và chúng ta sẽ cần phải thêm một thời gian nữa để có thể xử lý được cái vấn đề đấy. Rồi, quay trở lại với câu chuyện đi. Thì với RX 7900 XTX thì ở đây chúng ta sẽ có mẫu GPU có 6144 stream processor, sẽ có 24GB VRAM GDDR6. Về mặt thông số thì đây cũng là một trong những thông số khá là ấn tượng. Mình đã có xem ở trên trang chủ thì AMD nói rằng đây là mẫu card là dành cho creator và gaming. Tuy nhiên thì mình sẽ đánh giá trên cái khía cạnh là gaming, mặc dù là em này sẽ có hỗ trợ thêm những cái nhân ray tracing. Tuy nhiên thì để anh em có một cái nhìn nó tốt hơn ấy, thì mình sẽ đánh giá cái hiệu năng thuần, hiệu năng raw của sản phẩm, tức là sẽ không can thiệp thêm những cái công nghệ bên ngoài hỗ trợ kiểu ray tracing này ảnh hưởng đến những hiệu năng của GPU này, hay là bật thêm những cái tính năng hỗ trợ để đẩy FPS lên nữa. Chúng ta cần cái hiệu năng thuần của sản phẩm thì mới có thể biết được chính xác là cái hiệu năng của nó ra sao. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái khía cạnh anh em nhìn thấy đây là hai cổng cấp nguồn 8 pin, tức là về mặt điện năng tiêu thụ của sản phẩm. Thì nếu mà anh em xem ở trên trang chủ của sản phẩm thì sản phẩm sẽ tiêu thụ khoảng chừng là loanh quanh 350W điện, và chính xác với những cái phiên bản RX 7900 XTX, phiên bản Forward Edition sẽ tiêu thụ loanh quanh cái mức đấy khi mà anh em mở cái firmware lên và anh em theo dõi cái điện năng tiêu thụ của sản phẩm thì sẽ khoảng từ là 348W đến khoảng 350W sẽ loanh quanh đến cái mức đấy. Và vì nó chỉ tiêu thụ cái mức điện như vậy, thế nên thì AMD vẫn sẽ sử dụng là hai cổng cấp nguồn 8 pin để có thể cung cấp điện dành cho GPU, thay vì sử dụng cổng microfin để có thể cung cấp điện. Cái này thì có thể là hết cái thế hệ 7000 series thì AMD vẫn dùng, còn sang thế hệ tiếp theo thì mình nghĩ là hãng sẽ chuyển sang cái cổng chuyển đổi mới, chứ bây giờ cộng thêm cổng cấp nguồn 8 pin nữa thì 1, 2, 3 trông hơi buồn cười. Nhưng mà với hai cổng cấp nguồn 8 pin thì sử dụng hoàn toàn vẫn ok. Và anh em sẽ cần phải lưu ý một điều rằng là 360W đây hay là 350W ấy, nó không phải là cái mức điện tối đa mà em card đồ họa này có thể tiêu thụ. Thì với hai cổng cấp nguồn 8 pin thì AMD vẫn cho kéo điện lên tiếp, và khi mà chúng ta kéo điện thì cái mức điện tối đa mà em này tiêu thụ là tròn 400W điện. Tuy nhiên thì mình không thích anh em kéo chay lên 400W điện. Thứ nhất bởi vì là khi mà anh em kéo lên 400W ấy, chúng ta cần phải nghĩ đến cái là chúng ta sẽ ép xung sản phẩm ra sao, là chúng ta thay đổi cái xung nhịp sản phẩm như thế nào, và cái hiệu năng thực tế khi mà chúng ta chơi game thì có thay đổi hay là không. Thì theo như cái lời khuyên của mình, anh em nên để ở mức default thôi, chúng ta không kéo điện, bởi vì anh em không kéo cái xung GPU lên thì card đồ họa chúng ta chỉ tiêu thụ nhiều điện hơn, trong khi đấy nó sẽ làm cho cái nhiệt độ của sản phẩm bị cao hơn, và qua đấy thì các trải nghiệm chúng ta cũng sẽ không được tốt cho lắm. Khi mà nói đến điện hay là nói đến nhiệt độ, anh em biết đây là những cái điều mà chúng ta hay gọi là nhạy cảm của AMD. Thì bằng phần mềm Fermax thì cái nhiệt độ của GPU sẽ loanh quanh khoảng từ mức
ở loanh quanh từ 60 đến 70 độ C, còn nó sẽ chủ yếu ở tầm giữa 65 độ C. Thì mình đã có format khá là lâu, loanh quanh khoảng chừng là 30 phút, mình nghĩ như vậy là cũng khá là ổn để chúng ta có thể xem được cái nhiệt độ hoạt động của GPU rồi. Thì khi mà mình sử dụng như vậy ấy, cái với 65 độ C thì chắc chắn những anh em nào mà nhiệt thủ thì cũng cần phải khẳng định mình là như vậy là rất tốt. Và cái điểm hotspot đạt được loanh quanh khoảng chừng từ 72 đến 82 độ C. Tuy nhiên, cái câu chuyện khi mà chúng mình cắm lên mình test ấy, là anh em biết là khi mà mình test ấy, mình sẽ có những cái bàn vent table và mình cắm trực tiếp Vega lên như này thì gọi là cắm nhanh thì nhiệt độ môi trường là 25 độ C thì đạt được mức như đấy. Tuy nhiên thì đây, với cái dòng card đồ họa thì anh em hay cắm ngang như này này thì AMD đã chuyển sang sử dụng là hệ thống Vapor Chamber. Và cái câu chuyện của Vapor Chamber sẽ bắt đầu từ đây. Khi mà mình cắm ngang như này đấy thì mặc dù cái nhiệt độ của GPU nó sẽ vẫn loanh quanh như vậy thôi, tuy nhiên cái điểm khác biệt đó là cái quạt đã quay mạnh hơn. Với cái mình dựng dọc nên mình cắm trên bàn bench table ấy thì cái quạt này chỉ quay khoảng chừng cùng lắm là khoảng 60% thôi. Tuy nhiên khi mà mình dựng ngang này thì có những lúc quạt quay đến 100% để có thể đảm bảo được cái nhiệt độ hoạt động của VGA. Mình nghĩ ở đây là do cái đây nhá, anh em tưởng tượng là cái chất lỏng này nó ở trong đây này, nó sẽ bốc hơi đi và từ cái bốc hơi ấy nó sẽ lan tỏa ra khắp cái card đồ họa này và sẽ ngưng tụ và nó chảy về. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta dựng ngang ấy thì một số những cái dòng card đồ họa nó nặng như này này thì nó sẽ bị xệ xuống như này đấy. Hoặc là đôi khi chúng ta cắm vào chúng ta bắt vít không cẩn thận ấy, nó lại kênh lên hoặc nó cắm xuống như này thì qua đấy cái chất lỏng ấy nó sẽ không lan tỏa được đều ở trong này và một số điểm ấy nó sẽ bị kiểu nó bị bí ấy, nó bị om nhiệt ấy, quanh chỗ đấy chỉ toàn hơi với hơi thôi và quạt phải hoạt động mắc công suất để có thể tản nhiệt được cái đấy và luân chuyển được cái chất lỏng xoay quanh cái Vapor Chamber này để có thể tản nhiệt cho GPU. Cái điều này thì nếu mà anh em hỏi là có hướng khắc phục hay là không thì câu chuyện của chúng ta là đấy, anh em Việt Nam thì sẽ chọn mua những phiên bản custom để có thể xử lý được cái vấn đề đấy. Rồi, chuyển sang cái câu chuyện khác đi, câu chuyện liên quan đến gaming. Thì ở đây mình đang có màn hình có độ phân giải là 2K thôi. Mình cố tìm mấy màn có độ phân giải 4K nhưng mà thôi, rất tiếc là mình sẽ có một cái màn 2K. Thế nên chúng ta vẫn có thể test hiệu năng ở trên độ phân giải 2K. Thì để cho anh em thấy được là cái hiệu năng của nó như nào, tất nhiên thì mình sẽ không sử dụng là cái dòng mới nhất của AMD, cái dòng ARM5, mà mình vẫn quay trở lại sử dụng ARM4. CPU được mình sử dụng ở đây là AMD Ryzen 7 5800X, 16GB RAM DDR4 với bus là 3200, tức là những combo tiêu chuẩn này. Những em nào mà đang sử dụng những combo cũ của AMD thắc mắc rằng khi chúng ta cắm card đồ họa lên thì cái hiệu năng thuần nó sẽ như nào thì đây sẽ là một cái tiêu chuẩn để anh em có thể sử dụng. Tất nhiên là với những anh em nào mà sử dụng những cái phiên bản CPU mới ARM5 ấy thì cắm lên thì không cần phải lo lắng gì rồi, chắc chắn hiệu năng nó sẽ bằng hoặc chỉ ít cũng sẽ phải hơn một chút để chúng ta có thể quan tâm. Rồi thì với cái câu chuyện driver, ngay từ đầu video mình có nói rồi, đó là cái sự ổn định chưa có. Thì mình thấy ngay được là khi mà mình vừa bắt đầu vào game ấy thì sẽ có một chút giật lag ở ban đầu. Cái giật lag ở đây khi load client ấy thì với cái tựa game Dota 2 nó sẽ bị lag một chút, thì sau đấy nó sẽ về cái mức độ ổn định như bình thường. Mình nghĩ là sẽ rơi vào khoảng chừng từ 2 đến 3 phiên bản driver nữa thì cái câu chuyện đấy sẽ được xử lý. Cái này nó giống như một cái truyền thống rồi nên mình cũng không lạ gì nữa. Chủ yếu ấy là cái mức FPS này, cái nhiệt độ khi mà mang lại ấy, mình thấy là rất là tuyệt vời. Mình sẽ lấy ví dụ những cái tựa game online trên thị trường đi. Anh em có thể tìm đến như Dota 2 này, Valorant này hoặc là Overwatch. Overwatch bây giờ miễn phí, nhiều anh em chơi lắm. Cái mức FPS khi mang lại chơi game là rất tốt. Anh em sử dụng màn hình 2K có cái tần số quét 240Hz hoặc thậm chí là 360Hz thì vẫn có thể đáp ứng được cực kỳ đầy đủ. Và ngoài ra với những cái tựa game offline ở trên thị trường như Shadow of Tomb Raider này, Far Cry 5 này, Assassin's Creed này hay Watch Dogs này, những cái tựa game như vậy đều là những cái tựa game có khả năng tối ưu rất tốt. Thế nên khi mà mình test ấy, cái mức FPS đạt được là rất cao, thậm chí có những cái phân cảnh đạt được đến gần 200 FPS, còn trung bình sẽ rơi khoảng từ 100 đến 150 FPS ở trên độ phân giải là 2K. Về cá nhân mình đánh giá đi thì em này nếu mà xét về mặt hiệu năng thì sẽ khá là tương đương khi so với RTX 4080, sẽ nhỉnh hơn một chút đấy, mình nhớ không nhầm khoảng 7-8%. Và cái mức giá 30 triệu thì với cái độ phân giải 2K mà nó chiến như vậy rồi, anh em hoàn toàn có thể sử dụng em này để chiến game cho độ phân giải 4K. Tất nhiên thì ở một số tựa game nó sẽ ở khoảng chừng từ 90 FPS. Tuy nhiên thì với những tựa game như vậy ấy, đa số đều là những tựa game khá là nặng, thế nên 90 FPS kể cả 4K nó vẫn là một cái trải nghiệm nó quá tuyệt vời. Ngày xưa chắc là anh em chỉ chơi game 4K kiểu 30 FPS thôi, nhưng bây giờ chúng ta đã có thể trải nghiệm được cái tựa game chúng ta thích ở trên độ phân giải cao. Và trong môi trường mình test ở đây thì rõ ràng là mình cắm bench table này,
và mình dựng dọc VGA này và cái nhiệt độ trong phòng rơi khoảng chừng 25 độ C thì đây là cái nhiệt độ lý tưởng để chúng ta có thể sử dụng. Còn khi mà anh em cắm về, anh em vẫn sử dụng những phiên bản Founder Edition giống mình thì anh em cứ mạnh dạn cộng thêm cho mình khoảng chừng 4 độ C đi, thì lúc đấy anh em sẽ thấy được là khi mình đã sử dụng sẽ như nào nhé. Còn bây giờ đây là toàn bộ những cái bài đánh giá của mình về phiên bản RX79XTX. Đây là cái bài đánh giá thuần cái khía cạnh là gaming thôi. Còn những cái khía cạnh khác của em cả đầu bạn này thì chúng ta sẽ hẹn nhau trong video khác. Bởi vì nếu mà làm hết trong một video thì nó hơi dài. Ở trong video tiếp theo thì mình sẽ làm về phiên bản đàn em, tức là phiên bản yếu hơn một chút là 79XT, đọc XT, XT luôn cả người. Hẹn lại anh em trong video tiếp theo.